Này các em ơi, các em có biết về miệt vườn lái thiêu đi lối nào không vậy? Vậy chứ anh về miệt vườn lái thiêu để thăm ai? Anh chẳng thăm ai cả, chỉ là để tham quan và thưởng thức hương vị trái cây miệt vườn của lái thiêu thôi mà. Vậy là anh hỏi thăm đúng người rồi đấy. Chúng em là con gái lái thiêu đây nè. Các em là con gái lái thiêu. Thảo nào, hương sắc thì nồng nàn như sầu riêng, còn giọng nói thì ngọt ngào như là măng cụt. Thế các em có thể giới thiệu để anh hiểu thêm về cây trái của quê mình được không ạ? À? Anh cứ hỏi đi, chúng em sẽ trả lời cho anh. Cây gì, trái gì, chúng em đều biết hết. Cây gì, trái gì, chúng em đều biết hết. Thật không? Đúng vậy đó anh ơi. Nghe về cây trái. Đủ dở đủ chồng. Là trái đu đủ. Chặt ra nhiều mũ. Chính là trái mít. Chim quyên rất thích. Là trái nhãn lầu. Nhìn tựa quả thông. Trái thơm vốn tiện. Hương thơm nồng nặc. Là trái sầu riêng. Nhìn thấy phát thèm. Ấy là trái khế. Vật chất đầy đủ. Đích thị trái sung. Tóc mọc lung tung. Là chôm chôm tróc. Là chôm chôm tróc. Ăn vào mát mẻ. Là trái thanh long. Xanh vỏ đỏ lòng. Là trái dưa hấu. Hình thù sâu sâu. Là trái mãng cầu. Hình tựa mất câu. Là trái chuối móc. Ăn nhiều sợ mập. Ấy là trái bơ. Ai thấy cũng mê. Ai thấy cũng mê. Ai thấy cũng mê. Ai thấy cũng mê. Là trái vú sữa. Là trái vú sữa. Thôi anh chịu thua các em rồi. Đúng là con gái miệt vườn. Thế vào miệt vườn đi lối nào hả các em? Anh cứ đi qua khỏi cầu ngang là đến miệt vườn của chúng em liền.